Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 28 tháng 9 năm 2021 về việc ồn ào Thủy Tiên Công Vinh bị mời lên công an làm việc. Thực hư ra sao, mới đây cộng đồng mạng lan truyền bức ảnh Thủy Tiên Công Vinh bị công an mời lên làm việc sau dính ồn ào từ thiện. Thực hư ra sao, thời gian vừa qua Thủy Tiên và Công Vinh liên tục dính nhiều ồn ào sau vụ từ thiện 177 tỷ đồng quyên góp được. Dù đã ra ngân hàng nhận 18.000 tờ sao kê khoản tiền 177 tỷ đồng và tuyên bố kiện những người vu khống, nhưng trên mạng xã hội vẫn liên tục rộ lên những tin đồn. Mới đây, cư dân mạng xôn xao khi xuất hiện thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng vợ chồng Thủy Tiên bị cấm xuất cảnh. Cụ thể, nhiều người chia sẻ bức ảnh được cho là vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên bị mời lên công an làm việc. Mặc dù chỉ được chụp ở phía sau và ảnh chất lượng thấp, nhưng không ít người đồn đoán đó là Thủy Tiên và Công Vinh. Tuy nhiên, theo tìm hiểu ở phía Thủy Tiên, bức ảnh này đã từng được xuất hiện vào tháng 11 năm 2020, lúc vợ chồng nữ ca sĩ gặp ồn ào với một nhóm anti-fan. Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ khẳng định, hình ảnh được lan truyền đó là do một bộ phận cộng đồng mạng thêu dệt nên chứ không phải là Thủy Tiên Công Vinh đến trình diện công an. Ngoài ra, trước tin đồn cho rằng Thủy Tiên Công Vinh bị mời lên công an làm việc và cấm xuất cảnh sau ồn ào từ thiện, phía đại diện nữ ca sĩ phủ nhận. Theo đó, đại diện nữ cho ca sĩ cho biết hiện tại cặp sao vẫn đang ở nhà riêng và chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào của cơ quan chức năng liên quan đến việc này. Hiện, đại diện luật sư của Thủy Tiên Công Vinh đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để kiện những người được cho là có hành vi vu khống, gây tổn hại đến danh dự cặp sao trên tinh thần thượng tôn pháp luật và tin tưởng vào quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng. Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh cùng với đại diện pháp lý của mình là văn phòng luật sư Fan Law Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tiến hành tố cáo lên cơ quan công an, đồng thời khởi kiện đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh. Bằng công cụ pháp luật, chúng tôi sẽ yêu cầu các cá nhân đó phải chấm dứt các cáo buộc vu khống của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bồi thường thiệt hại cho những tổn thất mà họ đã gây ra, luật sư đại diện của vợ chồng nữ ca sĩ cho biết. Trước đó, Thủy Tiên cũng dính ồn ào khi cho rằng cô hủy hợp đồng xây biệt thự tiền tỷ sau ồn ào từ thiện. Tuy nhiên, sau đó nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận và cho biết cô chỉ hoãn xây dựng do phải thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.